Bên cạnh vườn Khương Nha có một đạo tràng tên là Pháp Vân Quang Minh. Bây giờ có Đức Như Lai hiệu là Thắng Nhiệt Thân đầy đủ 10 hiệu xuất hiện trong đó đã được 7 ngày rồi. Bây giờ đồng nữ đó ngủ gật nằm mộng thấy Đức Phật đó. Khi tỉnh dậy trong hư không có vị trời bảo đồng nữ rằng Đức Như Lai Thắng Nhiệt Thân thành đẳng chánh giác trong đạo tràng Pháp Vân Quang Minh đã được 7 ngày. Các chúng Bồ Tát vây quanh trước sau, trời rồng dạ xoa cả Tát Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Phạm Thiên, cho đến trời sát cứu cánh, các thần đất, thần gió, thần lửa, thần nước, thần sông, thần biển, thần núi, thần cây, thần vườn, thần nhạc, thần chủ thành, vân vân. Vì gặp Đức Phật nên đều đến tụ hội. Bên cạnh vườn Hương Nhà có một đạo tràng tên là đạo tràng Pháp Vân Quang Minh. Lúc đó có vị Phật hiệu là Phật Thắng Nhật Thân đầy đủ 10 hiệu xuất hiện trong đạo tràng Pháp Vân Quang Minh đã được 7 ngày rồi. Lúc bấy giờ, đồng nữ Diệu Đức ngủ gật, nằm mộng thấy Đức Phật Thắng Nhật Thân đó. Khi tỉnh dậy, trong hư không có vị trời bảo đồng nữ rằng Đức Phật Thắng Nhật Thân đã thành Phật trong đạo tràng Pháp Vân Quang Minh đã được 7 ngày rồi. Tất cả chúng Đại Bồ Tát vây quanh Đức Phật trước sau, có chư thiên các rồng dạ xoa cản thát bà Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Phạm Thiên, cho đến trời sát cứu cánh, các thần đất, thần gió, thần lửa, thần nước, thần sông, thần biển, thần núi, thần cây, thần vườn, thần nhạc, thần chủ thành, vân vân. Vì muốn gặp Đức Phật nên đều đến tụ hội là hộ pháp thiện thần. Bấy giờ đồng nữ Diệu Đức nhờ mộng thấy Như Lai và nghe công Đức Phật nên tâm rất an ổn, không còn sợ hãi, ở trước Thái Tử mà nói kệ rằng. Lúc đó đồng nữ Diệu Đức nhờ mộng thấy Như Lai và nghe công Đức Phật nên tâm rất an ổn, không còn sợ hãi, ở trước Thái Tử mà nói 10 kệ sau đây. Thần tôi rất đoan chánh, tiếng đồn khắp 10 phương, trí huệ không ai bằng, khéo biết hết các nghề. Diệu Đức đồng nữ tự giới thiệu bèn nói với Thái Tử Oai Đức Chủ rằng thân tôi viên mãn nhất, ngũ quan của tôi đoan chánh nhất, tiếng đồn của tôi khắp 10 phương chẳng có ai mà không biết, chẳng có ai mà không thấy. Trí huệ của tôi cao thâm không ai sánh bằng, đối với tất cả các nghề tôi đều khéo léo làm được hết. Tóm lại các nghề như thêu thùa, nấu ăn, hội họa, âm nhạc, văn học, vân vân, tôi đều thông đạt, đến chỗ tình xảo. Vô lượng trong ngàn chúng thấy tôi đều tham nhiễm, lòng tôi đối với họ không sinh chút ái dục. Có vô lượng trong ngàn chúng sinh thấy tôi xinh đẹp mà sinh tâm tham nhiễm. Tôi có diện mạo đẹp chim sa cá lặn, cô ta là hoa sen hóa sinh cho nên xinh đẹp hơn người. Nhưng lòng tôi đối với họ không dao động, không bị họ dẫn dụ, tuyệt đối không sinh tơ hảo tâm ái dục. Nếu ai ở trước cô gái xinh đẹp mà tâm không động thì người đó có định lực, không bị cảnh giới lai chuyển, họ sẽ khai ngộ trong tương lai gần. Làm thế nào khiến cho tâm không khởi vọng tưởng, chẳng có phi phi tưởng? Phương pháp rất đơn giản, có thể quán tưởng thân thể chỉ là túi da hôi thối, bên trong toàn là những thứ máu mủ bất tịnh. Quán như vậy, nghĩ như vậy thì tự nhiên sẽ tiêu diệt vọng tưởng khỏi tâm động niệm. Nói thì ai cũng nói được, nhưng làm thì không ai làm được. Cho nên ông Vương Minh Dương để xướng học thuyết tri hành hợp nhất, biết được là người giỏi. Không sân cũng không hận, không ghét cũng không mừng, chỉ phát tâm rộng lớn, lợi ích các chúng sinh. Những người tham nhiễm đó tuy sinh tâm tham nhiễm đối với tôi, nhưng tôi tha thứ cho họ. Những người ngu si, vô tri vô thức cũng không sinh tâm sân hận, cũng không sinh tâm oán hận, cũng không hiểm ghét họ, cũng không vui mừng họ. Tôi chỉ phát tâm bồ đề rộng lớn, lợi ích cho họ, giáo hóa họ, khiến cho họ lìa khổ được vui, phát tâm bồ đề tu vô thượng đạo. Này tôi thấy Thái Tử đủ các tướng công đức, lòng tôi rất vui mừng, các căn đều thơ thới. Diệu Đức đồng nữ nói với Thái Tử, này tôi thấy tướng mạo Thái Tử đặc biệt trang nghiêm, đầy đủ các tướng công đức, khiến cho tôi sinh tâm ái mộ. Tôi cảm thấy rất may mắn gặp được Ngài, tôi rất là vui mừng, sáu căn của tôi, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều thơ thới, không cách nào hình dung được. Tóm lại, Ngài rất đẹp, Ngài có đức tướng khiến cho tôi thần hồn điên đảo, chỉ muốn gả cho Ngài thôi. Sắc như quang minh báu, tóc đẹp xoắn bên phải, trán rộng, mày nhỏ, cong, lòng tôi nguyện thờ Ngài. Sắc tướng của Ngài rất sáng sạch, giống như quang minh ngọc báu, tóc của Ngài rất đẹp, xanh biếc, xoắn về bên phải. Trán của Ngài rất rộng, lông mày của Ngài rất nhỏ, cong tựa trăng non. Tôi thấy Ngài rồi, lòng tôi nguyện suốt đời kính thờ Ngài, hầu hạ phục vụ cho Ngài. Tôi thấy thần Thái Tử ví như tượng vàng ròng, cũng như núi báu lớn, tướng tốt có quang minh. Tôi thấy thần của Thái Tử chẳng có chút thiếu khuyết nào,
không có chút nào dư, không có chút nào thiếu, giống như pho tượng vàng ròng đạt đến chỗ Trần Thiện Mỹ, lại cũng dư giống như núi báu lớn. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đều có đại quang minh. Mắt rộng màu xanh biếc, mắt tròn má sư tử, vui vẻ giọng nói hay, xin thương nạp thọ tôi. Mắt của ngài rộng dài mà còn xanh biếc, mặt của ngài tròn đầy, má của ngài như đầy đặn, như sư tử. Ngài rất vui vẻ và dễ gần gũi, giọng nói của ngài rất hay, thật là êm tai. Xin thái tử hãy thương xót tôi, nạp thọ tôi làm bạn, tôi khẩn cầu ngài. Tướng lưỡi đẹp rộng dài, giống như màu đồng đỏ, phạm âm tiếng phần na, ai nghe đều hoan hỉ. Tướng lưỡi của ngài rộng dài, thường vang ra âm thanh vi diệu giống như màu đồng đỏ. Âm thanh của ngài như phạm âm rất thanh tịnh trang nghiêm, nghe tiếng phần na la thần ca, khiến cho ai nghe được đều sinh khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đều sinh tâm hoan hỷ, phát tâm tu hành Bồ Tát Đạo, cứu hộ chúng sinh thọ khổ. Miệng vuông rất quân bình, răng trắng đều bằng kín, lúc nói hiện mỉm cười, ai thấy cũng hoan hỷ. Miệng của ngài hình vuông, hai môi phối hợp tương xứng với nhau rất quân bình. Răng của ngài rất trắng sạch, không những bằng đều mà còn kín, đầy đủ 40 răng. Lúc ngài nói chuyện, hiện mỉm cười, nhất cử nhất động đều khiến cho ai thấy cũng sinh tâm hoan hỷ. Thân địa bẩn thanh tịnh, đủ 32 tướng tất sẽ trong cõi này mà làm chuyển đơn vương. Thân của ngài là thể địa cấu thanh tịnh, đã đầy đủ 32 tướng đại nhân, chắc chắn sẽ làm chuyển đơn thánh vương trong cõi này, thống trị 4 thiên hạ, vì chúng sinh mưu cầu phúc lợi, vì chúng sinh tạo hạnh phúc. Chuyển đơn thánh vương phân ra làm 4. Một, Kim Luân Vương quản hạt Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Nghiêu Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu. Hai, Ngân Luân Vương quản 3 hạt châu. Ba, Đồng Luân Vương quản hạt 2 châu. 4, Thiết Luân Vương quản hạt 1 châu. Bấy giờ thái tử bảo cô gái đó rằng, nàng là con gái của ai, ai bảo hộ nàng, nếu trước đã thuộc về người khác thì ta không nên sanh lòng ái nhiễm. Bấy giờ thái tử dùng kệ hỏi rằng, lúc bấy giờ thái tử Oai Đức Chủ nói với Diệu Đức Đồng Nữ rằng, nàng là con gái nhà ai, ai bảo hộ nàng, nếu trước kia nàng đã đính hôn với người khác thì ta không nên sanh lòng ái nhiễm. Lúc đó thái tử dùng kệ hỏi Đồng Nữ rằng, thân nàng rất thanh tịnh, đầy đủ tướng công đức, nay ta hỏi về nàng, hiện nàng ở với ai? Thái tử Oai Đức Chủ hỏi Diệu Đức Đồng Nữ rằng, thân thể của nàng rất thanh tịnh, nàng đã đầy đủ tướng công đức, nay ta hỏi về nàng, hiện nay nàng ở với ai, gia đình nàng ở đâu, nàng tên họ là gì, cha mẹ nàng là ai, nay nàng thuộc về ai, nếu đã thuộc về người, ngày đó nhiếp thọ nàng. Cha mẹ nàng là ai, hiện tại nàng đã đính hôn với ai chưa, nàng đã có ý chung nhân chưa, nếu đã có và đính hôn với họ rồi, thì người đó sẽ nhiếp thọ nàng, cưới nàng làm vợ. Nàng không trộm vật người, nàng không có lòng hại, nàng không phạm tà dâm, nàng nương lời nói nào? Nàng có trộm tài vật của người chăng? Nàng có lòng hại người chăng? Nàng có ý phạm tà dâm chăng? Nàng nương lời nói nào mà chủ? Những vấn đề này xin nàng hãy nói rõ tỉ mỉ, không nói xấu kẻ khác, không phá thân thuộc người, không xâm cảnh giới người, không giận hờn người khác. Nàng nhất định không nói xấu kẻ khác chứ? Nàng nhất định không phá hoại thân thuộc người khác chứ? Nàng nhất định không xâm phạm cảnh giới người khác chứ? Nàng nhất định không giận hờn người khác chứ? Không sinh tà hiểm kiến, không làm nghiệp trái nhau, không dùng sức xiềng khúc, phương tiện dối thế gian. Nàng không sinh tà tri kiến dài, hiểm ác chứ? Nàng không làm nghiệp trái nhau chứ? Nàng không dùng sức xiềng nịnh quanh co để hãm hại người khác chứ? Nàng càng không dùng phương tiện dối trá để lừa gạt người, uy hiếp người chứ? Tôn trọng cha mẹ chăng, kính thiện tri thức chăng, thấy các người bần cùng, sinh tâm nhiếp thọ chăng? Nàng có tôn trọng cha mẹ nàng chăng, nàng có cung kính thiện tri thức chăng? Nàng thấy những người cô độc bần cùng nghèo khổ, có sinh tâm tử bi, tầm thường xót nhiếp thọ họ, lìa khổ được vui chăng? Nếu có thiện tri thức, dạy bảo mà nói pháp, nàng sinh tâm kiên cố, rốt ráo tôn trọng chăng? Nếu có thiện tri thức dạy bảo nàng, khai thị cho nàng, vì nàng mà nói diệu pháp, nàng nghe rồi có sinh tâm kiên cố bất hoại chăng? Có nhớ ở trong đầu vĩnh viễn không quên rốt ráo tôn trọng thiện tri thức chăng? Có kính mến Phật chăng? Biết rõ Bồ Tát chăng? Biển công đức chúng tăng, nàng có cung kính chăng?
Nàng có kính mến Phật chăng? Nàng biết rõ Pháp Bồ Tát tu chăng? Tất cả biển công đức đầy đủ của hiền thánh tăng nàng có cung kính chăng? Nàng có gần gũi Tam Bảo chăng? Nàng có phụng sự Tam Bảo chăng? Nàng có cúng dường Tam Bảo chăng? Nàng biết Phật Pháp chăng? Thành tịnh chúng sinh chăng? Nàng trụ trong Phật Pháp hoặc trụ nơi phi Pháp? Nàng biết tất cả Phật Pháp chăng? Nàng có thể thanh tịnh tất cả chúng sinh chăng? Nàng có trụ ở trong Phật Pháp chăng? Hoặc trụ ở nơi phi Pháp chẳng phải Phật Pháp chăng? Những việc này nàng có làm được chăng? Thấy những người cô độc sinh khởi tâm tử chăng? Thấy ác đạo chúng sinh sinh tâm đại bi chăng? Nàng thấy những người cô độc không nơi nương tựa có sinh khởi tâm tử bi thương xót họ chăng? Nàng thấy chúng sinh ba đường ác ở đó chịu đói chịu khát, nàng có sinh tâm đại bi cứu vớt họ thoát khỏi biển khổ chăng? Thấy người được vinh hạnh sinh tâm hoan hỉ chăng? Họ đến bức bách nàng, nàng không sân não chăng? Khi nàng thấy người ta được vinh hạnh và an vui có sinh tâm hoan hỉ chăng? Tùy hỉ mà khen ngợi không sinh tâm đố kỵ. Nếu có người đến bức bách nàng, nàng có sinh tâm sân hận não hại chăng? Nàng phát tâm bồ đề khai ngộ chúng sinh chăng? Vô biên kiếp tu hành không mệt mỏi được chăng? Ngày nàng có phát tâm bồ đề chăng? Nàng khai ngộ chúng sinh chăng? Khiến cho họ cũng phát tâm bồ đề ở trong vô biên kiếp tu hành bồ tát hạnh, nàng không mệt mỏi có được chăng? Bấy giờ mẹ của nàng vì thái tử mà nói kệ rằng: ở trên là những câu hỏi của thái tử Oai Đức Chủ hỏi đồng nữ Diệu Đức. Bà Bảo Mẫu Thiện Hiện trả lời thế. Lúc đó Bảo Mẫu của nàng trả lời cho thái tử mà nói ra 31 bài kệ dưới đây rằng: thái tử ngài lắng nghe, này tôi nói nàng này sơ sinh đến trưởng thành tất cả các nhân duyên. Bà Bảo Mẫu Thiện Hiện nói: thái tử ngài hãy chú ý lắng nghe, này tôi nói tỉ mỉ về quá trình nàng này, đồng nữ Diệu Đức, từ lúc mới sinh ra cho đến trưởng thành hết thảy tất cả các nhân duyên. Ngày thái tử vừa sinh, nàng tử hoa sen sinh, mắt nàng sáng dài rộng, tay chân đều đầy đủ. Thái tử cảnh giới Diệu Đức nàng sinh ra thật là không thể tả được. Nàng chẳng phải từ bụng mẹ sinh ra mà từ hoa sen hóa sinh, cho nên cặp mắt của nàng thanh tịnh sáng rỡ, đặc biệt dài rộng, do đó diện mạo của nàng rất đẹp thủ thắng. Tứ chi tay chân đều đầy đủ viên mãn, tìm không ra chỗ không hợp tiêu chuẩn. Tôi từng nơi mùa xuân du ngoạn vườn Sa La, thấy khắp các cỏ thuốc mọi thứ đều tươi tốt. Vào một mùa xuân năm nọ, tôi đã đi du ngoạn vườn Sa La, thấy khắp tất cả cỏ thuốc sinh trưởng rất tươi tốt, khắp mặt đất đều là kỳ hoa dị thảo có thể chữa bách bệnh. Cây lạ trổ hoa đẹp, trông như áng mây lạnh, chim đẹp cùng hòa hót, giữa rừng cùng hân hoan. Trong vườn Sa La đó có những cây lạ trổ hoa rất đẹp, trông như áng mây lạnh, lại có đủ thứ chim đẹp cùng hòa hót ở trên cây, âm thanh thật là vô cùng êm tai. Tôi và thể nữ ở trong vườn Sa La cùng vui chơi thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên, quên hết phiền não của thế gian, cảm giác thật là tiêu dao tự tại, vui vẻ vô cùng, khiến cho con người hòa quyện vào cảnh giới đẹp thiên nhiên núi rừng, có cảm giác vui vẻ không câu thúc. Cũng đi 800 cô đoan tránh chiếm lòng người, y phục đều nghiêm đẹp, ca ngâm đều rất hay. Có 800 thể nữ cùng đi du ngoạn với tôi, tướng mạo của họ rất đoan tránh xinh đẹp, khiến cho người thấy mà động tâm chiếm được lòng người. Y phục của họ mặc, chuỗi ngọc của họ mang đều trang nghiêm đẹp đẽ, đều khéo ca ngâm và khiêu vũ, âm thanh đặc biệt thủ thắng rất hay, có cảm giác muốn nghe hoài, muốn thưởng thức hoài không biết chán. Vườn đó có ao tắm tên là Liên Hoa Trào, tôi ngồi nơi bờ ao, thể nữ chúng vây quanh. Trong vườn Sa La đó có ao tắm tên là Liên Hoa Trào, trong ao có hoa sen thủ thắng, tôi ngồi nghỉ ngơi nơi bờ ao, các thể nữ đại chúng vây quanh tôi. Trong ao hoa sen đó bỗng sinh hoa ngàn cánh, cánh báu cộng lưu ly, vàng diêm phù làm đài. Trong ao Liên Hoa Tràng đó bỗng sinh ra một đóa hoa sen nghìn cánh, cánh hoa sen làm bằng các báu cộng hoa sen làm bằng lưu ly, dùng vàng diêm phủ đàn làm đài, rất là thanh tịnh trang nghiêm. Bấy giờ là sáng sớm, mặt trời mới mọc lên, sen đó vừa nở ra phóng ánh sáng thanh tịnh. Lúc bấy giờ mới sáng sớm, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, lúc đó hoa sen nghìn cánh nở ra phóng đại quang minh thanh tịnh chiếu khắp pháp giới. Ánh sáng ấy rất mạnh, ví như mặt trời mọc, chiếu khắp diêm phủ đề, chúng vui chưa từng có. Ánh sáng thanh tịnh ấy rất mạnh, ví như lúc mặt trời mới mọc lên ở phương đông, chiếu khắp thế giới nam diêm phủ đề, hết thảy mọi người được cảnh giới vui chưa từng có.
Thời thấy ngọc nữ này từ hoa sen đó sinh, thân nàng rất thanh tịnh, chi phần đều viên mãn. Lúc đó nhìn thấy ngọc nữ diệu đức từ hoa sen nở sinh ra, thân thể của cô ta rất thanh tịnh, thuần khiết, tứ chi xương cốt, hết thảy thân tướng đều viên mãn, chẳng có thiếu khuyết, là ngọc nữ thập toàn thập mỹ. Giảng đến đây nhất định sẽ có người hoài nghi, đâu có lý nào hoa sen lại sinh ra em bé. Đây là nói việc tầm bậy, là chuyện thần thoại, tôi không tin có sự việc như vậy. Bạn phải biết sự việc kỳ diệu trong thế gian biến hóa khó dò, phản phu không cách chi có thể biết rõ được. Con mắt tuy sáng nhưng vạn sự vạn vật tận hư không khắp pháp giới, không thể hoàn toàn nhìn thấy hết được. Lỗ tai tuy thính nhưng không thể nghe hết âm thanh tận hư không khắp pháp giới, không thể hoàn toàn nghe rõ hết được. Những cảnh giới này phàm phu không thể nào thấu hiểu được. Vậy ai có thể thấu hiểu được? Chỉ có những người tu hành đắc được ngũ nhãn đủ thông rồi mới thấy rõ, như thấy quả Amala trong lòng bàn tay. Từ chỗ này mà nhìn thì người tu hành nhất định phải nghiêm trì giới luật, nhất định phải học tập chánh pháp, không thể tu pháp giống như đúng mà sai, càng không thể tu pháp tự lừa dối người. Người tu hành phải có con mắt chọn pháp, không thể tu mù đệ đuôi, phải gần gũi bậc thiện tri thức, phải nghe lời thiện tri thức chỉ dạy, phải đặc biệt nhận chân tu hành, phải cước đạp thật địa tu hành chánh pháp, không tu tà pháp. Chánh pháp là lợi người lợi mình, tà pháp là hại mình hại người. Các vị chú ý, phàm là người không giữ giới luật thì thân thể của họ thường tỏa ra một thứ mùi hôi, thậm chí là hôi hơn là mùi nhà vệ sinh. Nếu người giữ giới luật thì tuy không tắm rửa nhưng thân thể vẫn sạch sẽ, không có mùi hôi, có lúc sẽ tỏa ra mùi hương lạ ngát mũi, khiến cho ai ngửi được có cảm giác thư thới. Thường có hộ pháp thiện thần đến thủ hộ, thường có thiên nữ đến giải hoa, có đủ thứ cảnh giới đặc biệt thù thắng, không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn. Ngàn lời vạn từ nói không hết được, quỳ nạc một câu nói, nếu giữ giới thì thân có mùi thơm, nếu không giữ giới thì thân có mùi hôi. Ví như bạn ăn thịt bò, thịt dê, thì thân có mùi tanh hôi giống như dê. Nếu bạn ăn rau quả thì thân có mùi thơm, tóm lại ăn cái gì thì tỏa ra mùi đó. Bạn giữ giới không ăn thịt chúng sinh thì thân thể tuyệt đối không tỏa ra mùi hôi. Đây là hiện tượng sinh lý, tuyệt đối không phải mê tín, tuyệt đối hợp với luận lý khoa học. Do đây có thể biết chìa khóa thần hôi hay thần thơm là do giữ giới hay không giữ giới. Các vị tùy ý lựa chọn, nếu muốn thân có mùi thơm thì phải giữ giới, nếu muốn thân có mùi hôi thì không cần giữ giới. Hy vọng các vị phải đặc biệt chú ý về điểm này. Các vị hãy nhìn xem tại sao thân thể đồng nữ diệu đức thanh tịnh tỏa ra hương thơm, vì cô ta trong quá khứ giữ gìn giới luật, tu tập chánh pháp. Đây là báu nhân gian, từ nơi tịnh nghiệp sinh, nhân xưa không hư mất, nay thọ quả báo này. Vị ngọc nữ này là bảo bối của nhân gian, thuở xưa cô ta từng tu nghiệp thiện thanh tịnh, cho nên tẩy hoa sen thanh tịnh hóa sinh ra. Những việc cô ta làm trong những kiếp xưa không hư mất, do đó đời này thọ quả báo tốt này. Tóc biếc mắt sen xanh, tiếng phạm da vàng ròng, tràng hoa các bảo kế thanh tịnh không chút dơ. Tóc của cô ta xanh biếc, mắt của cô ta thanh tịnh như hoa sen xanh, tiếng của cô ta là phạm âm, thân thể của cô ta tỏa ra ánh sáng vàng ròng. Búi tóc của cô ta rất thanh tịnh, dùng các báu kết thành tràng hoa để trang nghiêm không chút dơ bẩn nào. Tứ chi đều đầy đủ, thân nàng không thiếu khuyết, ví như tượng vàng ròng để ở trong hoa báu. Ngũ quan của cô ta đoan tránh, tứ chi đều đầy đủ, thân nàng viên mãn không thiếu khuyết, giống như dùng vàng ròng tạc thành tượng để ở trong hoa sen báu. Hai thấy cũng mến thích nên nói là báu trong nhân gian, còn gọi là ngọc nữ. Chân lông hương triền đàn, sống khắp hết mọi nơi, miệng tỏa hương sen xanh, thường diễn tiếng phạm âm. Hết thảy những lỗ chân lông trên thân của cô ta đều tỏa ra hương triền đàn, sống khắp hết mọi nơi, trong miệng tỏa ra hương hoa sen xanh. Âm thanh của cô ta nói ra như tiếng phạm âm, khiến ai nghe được cũng đều sinh tâm thanh tịnh. Chỗ của nàng này ở thường có âm nhạc trời, không nên để kẻ hèn sánh đôi với nàng này. Chỗ của ngọc nữ này ở thường có các thiên nữ diễn tấu âm nhạc, nghe rất hay, êm tai vô cùng. Vị ngọc nữ này tánh tình nhu hòa, không nên để kẻ hèn không có trí huệ sánh đôi với nàng này. Thế gian không người nào kham làm chồng nàng này, chỉ ngài tướng nghiêm thân xin nạp thọ nàng này. Vị ngọc nữ này trên thế gian không người nào có thể làm chồng nàng này, chỉ có mình thái tử có tư cách làm chồng cô ta. Ngài có tướng thân trang nghiêm, tướng công đức, đầy đủ điều kiện của Chuyển Luân Thánh Vương. Hy vọng thái tử hãy nạp thọ cô ta làm đệ nhất phu nhân. Chẳng cao cũng chẳng thấp,
chẳng thô cũng chẳng tế, các thứ đều đoan nghiêm, xin hãy nạp thọ nàng. Đồng nữ diệu đức thân thể quân bình, cũng chẳng cao cũng chẳng thấp, cũng chẳng thô cũng chẳng tế, rất vừa vặn, bất cứ bộ phận nào cũng đều đoan tránh trang nghiêm, xin thái tử hãy nạp thọ nàng làm chánh phi. Văn tự pháp toán số, khéo léo các nghề nghiệp, tất cả đều thông đạt, xin hãy nạp thọ nàng. Cụ tạ không những tướng mạo trang nghiêm mà văn tự pháp toán số đều thông thạo, đối với các nghề nghiệp kỹ thuật đều rất khéo léo, tất cả đều thông đạt, xin thái tử hãy nạp thọ nàng làm bạn. Biết dành các binh pháp, khéo phán đoán kiện tụng, đều được kẻ khó điều, xin hãy nạp thọ nàng. Cô ta là cô gái đặc biệt, văn võ song toàn, không những tinh thông cầm kỷ thi họa mà còn biết dành các binh pháp, lại còn khéo phán đoán kiện tụng, khéo điều phục được kẻ khó điều phục, khiến cho họ sinh tâm nhu hòa, xin thái tử hãy nạp thọ nàng. Cô ta sẽ là người vợ hiền, hãy cưới nàng làm vợ. Thần nàng rất thanh tịnh, kẻ thấy không nhàm chán, công đức tự trang nghiêm, ngài nên nạp thọ nàng. Thần thể nàng diệu đức rất thanh tịnh, trang nghiêm vạn phần, bất cứ ai nhìn thấy cô ta đều không có cảm giác nhàm chán, công đức tự trang nghiêm của nàng, xin thái tử ngài hãy nạp thọ nàng. Chúng sinh có họa hoạn, khéo biết duyên khởi đó, theo bệnh mà cho thuốc, tất cả đều diệt trừ. Tất cả chúng sinh có những họa hoạn gì, cô ta đều khéo biết duyên khởi từ đâu, tùy theo bệnh mà cho thuốc, bệnh gì dùng thuốc gì để chữa trị, tất cả bệnh tham sân si đều diệt trừ. Người nào không có bệnh tham sân si ba độc thì thân tâm đều khỏe mạnh. Làm thế nào để không có bệnh ba độc? Tức là phải xin tu pháp môn giới định huệ ba học vô lậu. Ngôn ngữ pháp diêm phủ khác nhau vô lượng thứ, cho đến kỹ nhạc âm không gì chẳng thông đạt. Trí huệ của cô ta rất cao thâm, có thiền tài ngôn ngữ, đối với các ngôn ngữ của tất cả các quốc gia trên thế giới sử dụng, tuy có đủ thứ sự khác nhau nhưng cô ta đều hiểu biết được, chẳng những nói được mà còn viết được, cho đến âm nhạc các nước, cô ta chẳng những ca được mà còn tấu được, tự đàn tự hát, chẳng có gì mà không biết, thật là một thiếu nữ đa tài đa nghệ. Nghề nghiệp của phụ nữ, nàng này biết tất cả, không người nào hơn nàng, xin hãy mau nạp thọ. Phàm là nghề nghiệp của phụ nữ làm, cô ta đều biết tất cả một cách tường tận. Cô ta chẳng nói thị phi, chẳng nhiều chuyện, chẳng nói chuyện của thiên hạ. Cô ta có lòng nhân từ, có lòng thương xót. Cô ta là người phụ nữ có tài hoa, cô ta có mỹ đức cần kiệm. Xin thái tử hãy nạp thọ nàng, cô ta có thể làm một tay đắc lực trợ giúp ngài trị lý bốn thiên hạ. Không kỵ cũng không sẻn, không tham cũng không sân, tánh ngay thẳng, nhu hòa, lìa các hạnh thô ác. Cá tính của cô ta lương thiện, không đố kỵ bất cứ người nào, cũng không sẻn tiếc bất cứ vật gì, cho rằng giúp người là việc an vui. Cô ta không có lòng tham dục, cũng không có tâm sân hận đối với bất cứ người nào chân thành. Tánh tình cô ta nhu hòa, có mỹ đức của nữ tánh, chẳng có hành vi thô lỗ độc ác. Tóm lại, điều kiện ưu việt của người nữ cô ta đều đầy đủ. Cung kính bậc đáng kính, phụng thờ không trái nghịch, thích tu các hạnh lành, có thể tùy thuận ngài. Cô ta biết hiếu thuận cung kính bậc đáng kính, cho nên rất cung kính người già, phụng thờ người già mà không có tâm ý trái nghịch người già. Cô ta thích tu các hạnh lành, không làm các điều ác. Hành vi của cô ta chắc chắn có thể tùy thuận làm việc theo ý ngài, ngài nhất định sẽ thương yêu cô ta. Nếu thấy kẻ già bệnh, bần cùng và khổ nạn, không ai cứu không nương, thường sinh đại thương xót. Cô ta có lòng từ bi thương xót chúng sinh, nếu thấy người sinh già bệnh chết, hoặc người bần cùng khổ nạn, hoặc người không có ai cứu giúp, hoặc người không có chỗ nương tựa, cô ta thường sinh tâm đại từ bi, tìm cách cứu giúp họ thoát khỏi biển khổ, thân tâm được an lạc. Thường quán đệ nhất nghĩa, chẳng cầu vui lợi mình, chỉ muốn lợi chúng sinh, dùng đây trang nghiêm tâm. Cô ta thường quán đệ nhất nghĩa đế, cô ta chẳng cầu lợi ích và khoái lạc cho riêng mình, chỉ muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh được an lạc. Cô ta dùng tư tưởng này để trang nghiêm tâm mình. Đi đứng và ngồi nằm, tất cả không phóng dật, lời nói và im lặng, người thấy đều vui mừng. Đối với bốn oai nghi, đi đứng ngồi nằm, cô ta thường cẩn thận, chẳng khi nào phóng dật. Lúc cô ta nói hoặc im lặng đều có sự hài hòa, khiến cho người thấy cô ta đều sinh tâm vui mừng, mà chẳng có tâm tưởng tà. Tại sao? Vì nghi dung của cô ta rất khả ái, trang nghiêm khả ái. Tùy tại tất cả chỗ, tâm đều không nhiễm trước, thấy người có công đức, vui quán không nhảm đủ. Tùy cô ta ở tại tất cả mọi nơi,
thấy được bất cứ cảnh giới gì, nhưng tâm kim cang của cô ta không bị cảnh giới chuyển, trong tâm chẳng sinh ý niệm nhiễm trước. Cô ta thấy người có công đức hoặc thiện tri thức đều vui quán không nhảm đủ, tôn trọng thiện tri thức, vui thấy người lìa ác, tâm nào không dao động, trước nghĩ sau mới làm. Cô ta tôn kính thiện tri thức, xa lìa ác tri thức, tâm của cô ta rất nhu hòa vui vẻ, tuyệt đối không dao động, đối với bất cứ người nào cũng không nóng giận, hàm dưỡng công phu đến trình độ viên mãn, bất cứ làm gì đều suy nghĩ trước rồi sau mới làm, phương trí đều trang nghiêm, tất cả không oán hận, hơn hết trong hàng nữ đáng người thờ thái tử. Tuy cô ta có phước báo lại có trí huệ, phước huệ đều trang nghiêm, cô ta có tâm tử ái, chẳng có tâm oán hận, đối với tất cả người nữ cô ta cao thượng hơn hết, không có người nữ nào bằng cô ta được. Cô ta tài sắc song toàn, phẩm học ưu tú, đáng làm phu nhân thờ thái tử. Bấy giờ thái tử đi vào vườn hương nha rồi bảo đồng nữ Diệu Đức và bà Thiện Hiện rằng: "Thiện nữ, ta hướng về cầu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sẽ hết thuở vị lai vô lượng kiếp, tích tập pháp trợ đạo nhất thiết trí, tu vô biên Bồ Tát hạnh, thanh tịnh tất cả ba la mật, cúng dường tất cả các Như Lai, hộ trì tất cả giáo pháp của chư Phật, nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, sẽ khiến cho tất cả Như Lai giống tánh không dứt, sẽ tùy thuận tất cả chúng sinh giống tánh mà khắp thành thuộc họ, sẽ diệt trừ khổ sinh tử của tất cả chúng sinh, để họ ở nơi rốt ráo an lạc, sẽ tịnh trị mắt trí huệ của tất cả chúng sinh, sẽ an trụ tâm bình đẳng của tất cả Bồ Tát, sẽ thành tựu các bậc tu hành của tất cả Bồ Tát, sẽ khiến khắp tất cả chúng sinh đều hoan hỷ, sẽ xả bỏ tất cả mọi vật, hết thuở vị lai hành bố thí ba la mật, khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều được đầy đủ y phục, thức ăn uống, thể thiếp nam nữ, đầu mắt tay chân, tất cả như vậy, hết thảy trong ngoài đều sẽ bố thí, nàng không có sẻn tiếc trăng." Lúc đó thái tử Oai Đức Chủ đi vào vườn hương nha rồi liền bảo đồng nữ Diệu Đức và bà bảo mẫu Thiện Hiện rằng: "Thiện nữ, ta chỉ hướng về cầu pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hết thuở vị lai vô lượng kiếp, ta sẽ tích tập pháp môn trợ đạo nhất thiết trí, ta phải tu vô lượng vô biên Bồ Tát hạnh, ta phải thanh tịnh tất cả pháp ba la mật, ta phải cúng dường mười phương chư Phật, ta phải hộ trì tất cả giáo pháp của chư Phật, ta phải nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, ta sẽ khiến cho giống tánh của tất cả Như Lai không đoạn tuyệt, ta sẽ tùy thuận giống tánh tất cả chúng sinh, khiến cho họ khắp thành thục, ta sẽ diệt trừ khổ sinh tử của tất cả chúng sinh, đặt để họ ở nơi rốt ráo an lạc, ta sẽ tịnh trị mắt trí huệ của tất cả chúng sinh, ta sẽ an trụ tâm bình đẳng của tất cả Bồ Tát, ta sẽ thành tựu các quả vị tu hành của tất cả Bồ Tát, ta sẽ khiến khắp tất cả chúng sinh đều hoan hỷ, ta sẽ xả bỏ tất cả mọi tài vật, hết thuở vị lai hạnh pháp môn bố thí ba la mật, ta sẽ khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều được đầy đủ những vật chất họ mong cầu, bố thí các y phục, thức ăn uống, thề thiếp, nạm nữ, đầu mắt, tay chân, vân vân. Tất cả như vậy, hết thảy tài vật trong ngoài, ta đều sẽ bố thí, không có tâm sẻn tiếc, không có tư tưởng xả bỏ chẳng được. Lúc đó nàng sẽ cản trở ta, khi bố thí tài vật thì tâm nàng sẻn tiếc, khi bố thí con cái thì tâm nàng đau khổ, khi cắt chi thể thì tâm nàng sầu muộn, bỏ nàng xuất ra thì tâm nàng hối hận. Lúc đó nàng sẽ không tùy ý của ta, sẽ cản trở ta việc ta làm. Khi ta bố thí tài vật thì tâm nàng sẻn tiếc, khi ta bố thí con cái thì tâm nàng đau khổ, khi ta cắt tứ chi thì tâm nàng sầu muộn, khi ta bỏ nàng xuất gia tu đạo thì tâm nàng hối hận. Nàng có phát sinh những việc khó khăn chướng ngại ta tu đạo này chăng? Bấy giờ thái tử liền vì Diệu Đức mà nói kệ rằng: Lúc đó thái tử Oai Đức Chủ liền vì Diệu Đức đồng nữ thuật lại nghĩa lý trên đây mà nói kệ rằng: